Ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 1429 trên quy DTTG bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Ông Bùi Hoàng Phương, sinh năm 1983, đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trong Bộ Thông tin Truyền thông. Ông từng đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng Bộ Thông tin Truyền thông từ tháng 8 năm 2020. Tháng 1 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã điều động và bổ nhiệm ông Phương giữ chức Chánh thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông. Tháng 10 năm 2022, ông Phương được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin Truyền thông. Với quyết định trên, Bộ Thông tin Truyền thông hiện có 5 thứ trưởng. Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng. Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. Bổ nhiệm Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng. Bổ nhiệm Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.